Báo đây, báo đây, báo đây cô chú anh chị ơi, có ai đọc báo hay chưa? Chưa đọc báo để Tài đọc cho cô chú anh chị và các bạn mình nghe nha. Một bài báo đọc xong mát lòng, mát dạ, mát ruột, mát gan luôn cô chú anh chị. Một bài báo như là một cơn mưa rào giữa nắng hạn gì đó. Cô chú anh chị mình nghe em chia sẻ và cũng như là đừng bỏ qua cái thông tin này nha. Thông tin này rất là hay và cực kỳ là vui luôn. Một bài viết nói về con dê và cũng như là gia đình của số 5 thắng toàn tập nữa rồi cả nhà. Bài báo có ghi như thế này: phán quyết sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng ủy quyền quản lý và bảo vệ hình ảnh cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên hủy hợp đồng giữa BH Media và cô cháu gái các họ liên quan đến đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc kháng cáo liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng, ủy quyền quản lý và bảo vệ hình ảnh trên Internet giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và bị đơn là công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco, gọi tắt là BH Media. Theo thông báo, phía nguyên đơn và bị đơn không kháng cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà đứa cháu gái khác họ đó, là cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu hủy hợp đồng truyền thông độc quyền lễ tang. Theo nội dung đơn kiện, ông Võ Văn Ngoan là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, sinh thời ông không có vợ, theo giấy xác nhận độc thân, và có người con duy nhất là bà Võ Thị Hồng Loan, theo giấy khai sinh. Đêm cuối tang lễ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bà Loan được biết toàn bộ chương trình tiễn biệt cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được phát trực tiếp trên kênh truyền thông của BH Media theo hợp đồng đã ký của cô cháu gái khác họ với BH Media, là đơn vị duy nhất được quay phim chụp ảnh tang lễ cố nghệ sĩ. Theo bà Loan, bà là con gái duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất được pháp luật công nhận của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Việc xác lập thực hiện quan hệ dân sự liên quan đến quyền nhân thân của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phải được sự đồng ý của bà. Việc bà đứa cháu gái khác họ đó và BH Media ký hợp đồng khi không có sự đồng ý của bà đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Nguyên đơn yêu cầu hủy bỏ hợp đồng đã ký với đứa cháu gái khác họ và BH Media, yêu cầu BH Media cùng cô cháu gái khác họ liên đới trả lại hơn 142 triệu đồng tiền thu lợi từ hợp đồng, yêu cầu BH Media phải gỡ bỏ hình ảnh, video, sự kiện phát sinh từ hợp đồng liên quan đến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, công nhận bà Loan là người có quyền quản lý đối với toàn bộ quyền nhân thân và giá trị nhân thân của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hủy hợp đồng vi phạm về chủ thể ký hợp đồng. Phía BH Media trình bày trong thời gian gấp rút trong tang lễ, công ty không thể biết được gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ai mới là người được ký giấy tờ. Phía gia đình phải có trách nhiệm bàn bạc và cử người đại diện ra làm việc. Cạnh đó, bà Loan đang có tranh chấp thừa kế và đang được giải quyết trong vụ án khác và chưa có bản án có hiệu lực pháp luật nên chưa thể xác định được người có quyền thừa kế hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. BH Media yêu cầu hội đồng xét xử tạm đình chỉ giải quyết vụ án để đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan. Theo hội đồng xét xử, quá trình giải quyết vụ án, tòa án đã yêu cầu cô cháu gái khác họ cung cấp giấy ủy quyền của người thừa kế hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho bà ký tên, giấy tờ thể hiện người lớn trong gia đình đã đồng ý cho bà ký hợp đồng với BH Media. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử, cô cháu gái khác họ này không có cung cấp được. Hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, đến thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án, bà Loan vẫn chưa bị quyết định là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố không phải là con nuôi hay con ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cô cháu gái khác họ không xuất trình được bản án có hiệu lực pháp luật tuyên bà Loan không phải là con nuôi hay con đẻ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và giấy tờ về nhân thân bà Loan là giả mạo. Đây là quan hệ tranh chấp hợp đồng được xác lập ngày 6 tháng 3 năm 2023. Theo các tài liệu do chính quyền địa phương cung cấp thì bà Loan có giấy khai sinh do chính cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và làm và ghi nhận bà Loan là con. Tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án cũng thể hiện bố đẻ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã mất và ông bố mẹ đẻ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã mất và ông không có vợ.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, bà Loan vẫn là người thừa kế thứ nhất và ký quyền ký hợp đồng với các đối tác có liên quan đến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Việc ký hợp đồng của bà cô cháu gái khác họ này á không được sự đồng ý của bà Loan, và việc BH Media làm việc với cô cháu gái khác họ là sai. Hội đồng xét xử xét thấy chủ thể của hợp đồng không được quyền ký hợp đồng là không được quyền ký hợp đồng là vi phạm điều cấm của pháp luật. Cạnh đó, cô cháu gái các họ đã hưởng lợi 89 triệu đồng từ hợp đồng thể hiện qua các tài liệu chứng cứ. Các bên cung cấp số tiền 89 triệu đồng là tương đương 60% doanh thu có được, và BH Media đã ứng trước cho cô cháu gái các họ 40% còn lại là hơn 53 triệu đồng, được hiểu là phần lợi nhuận do BH Media đã thu. Hội đồng xét xử không chấp nhận lập luận về ký hợp đồng không không xâm phạm đến quyền và lợi ích của bà Loan. Vì việc ký hợp đồng là trái quy định, ngay cả khi việc đó đem lại lợi ích nhưng không ai cho phép thì vẫn là trái pháp luật. Từ đó, hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên hủy hợp đồng giữa BH Media và cô cháu gái các họ liên quan đến đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh do vô hiệu, buộc BH Media và cô cháu gái khác họ liên đới trả lại cho bà Loan tổng cộng hơn 142 triệu đồng. Phía BH Media phải gỡ bỏ tất cả hình ảnh, video, sự kiện phát sinh từ hợp đồng liên quan đến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên các nền tảng. Công nhận bà Loan là người có quyền quản lý đối với toàn bộ quyền nhân thân và giá trị nhân thân của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Người nào muốn sử dụng các giá trị nhân thân của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phải được bà Loan đồng ý. Đó cô chú anh chị, đó là một bài báo khá là dài, một bài viết khá là dài nói về cái vụ việc tranh chấp quyền thừa kế hình ảnh trên internet của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà cô cháu gái các họ đã gọi là tự động tự ý ký hợp đồng với lại phía bên truyền thông, và cũng như là không có được sự đồng ý của Hồng Loan. Đó là xâm phạm và điều cấm của pháp luật ha. Mà bây giờ thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, thì bên cô cháu gái các họ này đã nộp đơn kháng cáo, mà em không biết kháng cái gì và cáo cái gì cô chú anh chị. Trong khi ở trong bài viết, trong cái bài báo này á, báo này là báo pháp luật, báo mới nha cô chú anh chị, có chia sẻ rõ ràng ở trong đây á là được cơ quan chức năng tại địa phương công nhận Hồng Loan là hàng thừa kế thứ nhất và cũng như là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rồi. Vậy thì Hồng Loan có quyền gọi là sử dụng hình ảnh và giá trị nhân thân của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi khi ông mất. Nhưng cô cháu gái khác họ này vẫn khăng khăng kháng cáo. Vậy thì câu hỏi được đặt ra, cô kháng cái gì và cô cáo cái gì cô chú anh chị? Có phải là Hồng Loan đã thắng toàn tập không cả nhà? Và ở đây thắng ở đây á, không phải là thắng về cái số tiền, mà thắng là thắng danh dự, lấy lại danh dự cho cha mình, lấy lại hình ảnh của cha mình mà bị người khác lấy để trục lợi, lấy hình ảnh của cha mình mà trục lợi, rồi gọi là bỏ túi riêng đúng với cô chú anh chị. Số tiền khá là lớn chứ không có nhỏ nha. BH Media đã hòa giải và cũng như là hủy hợp đồng với lại cô cháu gái các họ rồi. Đó, vì lúc đó thì không biết được cô cháu gái các họ này là ai, coi như là người đại diện đứng ra thôi cô chú anh chị. Bây giờ đã biết rồi thì đã hủy hợp đồng với cô ta, và biết chị Loan là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và cũng như là hàng thừa kế thứ nhất. Bên cạnh đó là con duy nhất của cô cố nghệ sĩ và có quyền sử dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ, thì BH Media đã hòa giải và có một cái tờ gọi là cái thư ngỏ rồi. Hôm trước cũng đã chia sẻ rồi cô chú anh chị, và trả lại số tiền là 53 triệu và lẻ mấy trăm đồng đó cô chú anh chị, mấy ngàn đồng mấy trăm đồng, là nói chung là trả lại toàn bộ hết rồi. Số tiền đó chị Hồng Loan đã sử dụng nó với mục đích rất là nhân văn, rất là tốt luôn. Nếu mà cố nghệ sĩ vẫn còn sống thì em tin chắc rằng số tiền đó và chị Hồng Loan với cách làm đó thì cố nghệ sĩ vẫn hoan nghênh và vẫn là cho chị Hồng Loan làm, cho phép chị Hồng Loan làm điều đó và rất là ủng hộ luôn cả nhà. Đó là ủng hộ bà con ở miền Bắc, đồng bào ở miền Bắc và khắc phục thiên tai do lũ lụt. Đó, thì cô chú anh chị thấy không? 53 triệu. Còn số tiền còn lại của cô cháu gái các họ này là hơn 89 triệu. Đó, cô chú anh chị ha. Cô ta vẫn không có trả lại, ha, không trả lại và tiếp tục kháng cáo. Vậy thì câu hỏi được đặt ra, cô ta đang làm cái gì và cũng như là cô ta muốn gì cô chú anh chị? Trong lòng cô ta đang nghĩ gì? Trong đầu cô ta đang có ý định gì? Đó. Trong cái bài viết này cô chú anh chị có một cái phần đề nghị chờ kết quả vụ tranh chấp thừa kế, thì em có đọc được và có ghi như thế này:
cô cháu gái khác họ đó là cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, là người liên quan trong cái vụ án. Cô ta cho rằng trước khi ký hợp đồng, gia đình đã có sự thống nhất, trong đó có người lớn trong gia đình vào việc ký hợp đồng không gây thiệt hại gì cho bà Loan. Thì cái câu nói này á, thì cô chú anh chị, cái lời khai này á, thì em nghĩ là cô cháu gái các họ này chắc có lẽ là cũng lôi, có thể là lôi ông Bảy vô ha, lôi ông Bảy, lôi bà Khọt Xèo, lôi mẹ nó vô, lôi ông Sạc Binh vô, còn ai nữa cô chú anh chị. Thì em nghĩ chắc có lôi một vài người vô nữa cô chú anh chị để cùng chung tội với nhau. Và cũng như là có thể là trong cái 89 triệu đó thì không biết là có chia hay không, hay là cô cháu gái các họ này ẵm một mình, bỏ túi một mình. Nếu có chia thì chắc chắn rằng chắc là những người kia chắc cũng phải thối tiền lại và cũng như ói ra trả lại cô chú anh chị, chứ không thể nào mà cầm trong tay được rồi cả nhà. Trong cái lời khai là nghe cô cháu gái các họ nói cho rằng trước khi ký hợp đồng á, thì gia đình đã có sự thống nhất, có sự thống nhất nha cả nhà, trong đó là người lớn trong gia đình đã và việc ký hợp đồng không gây thiệt hại gì cho bà Loan. Và cái cô cháu gái này á đề nghị tòa tạm đình chỉ vụ án chờ kết quả giải quyết của vụ tranh chấp thừa kế, xem xét bà Loan có phải là con nuôi hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không. Thật sự là quá là vô lý cô chú anh chị. Cô cháu gái này á là đề nghị tòa hoãn lại và cũng như là đình chỉ vụ án chờ chờ cho Hồng Loan, cái vụ phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh á là xét xử xong rồi mới xử vụ BH, tại vì á cô ta cho rằng là Hồng Loan không phải là con nuôi hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Không có hợp pháp vậy thì câu hỏi được đặt ra cho cô cháu gái này là cơ quan chức năng, cơ quan chức năng ha, cơ quan ở địa phương cấp giấy khai sinh cho Hồng Loan trong suốt 37 năm qua, vậy thì đó là giấy giả mạo hay sao? Cái đó, cái giấy đó là giấy sai hay sao? Cơ quan chức năng làm sai hay sao? Con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống 37 năm qua, đi học, đi làm những căn cước công dân, làm những giấy tờ như là nhập học hay là những cái giấy tờ mà liên quan tới nhà nước, cơ quan chức năng đó cô chú anh chị, thì được tất cả các cơ quan chức năng người ta chấp nhận làm được hết, học được hết, làm giấy thẻ ngân hàng, căn cước công dân, bằng lái xe hay các thứ, bảo hiểm cũng vậy cô chú anh chị, thì được đồng ý và chấp nhận hết. Vậy thì trong 37 năm qua Hồng Loan đã không lẽ là luồn lách như thế nào mà để được những giấy tờ đó cô chú anh chị ha, mà cho rằng là chờ kết quả và phiên tòa con nuôi hợp pháp hay không, trong khi là cơ quan chức năng cũng như khi là tòa án ở Hà Nội người ta chấp nhận rồi, người ta đã phán rằng Hồng Loan là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rồi, mà cô ta vẫn có cố tình ngoan cố, cả nhà, vẫn không chịu thua, cho rằng Hồng Loan không phải là con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và cũng như cho rằng là không phải là con nuôi hợp pháp nữa mới là mất ác đó chứ, dùng cái từ là xem xét bà Loan có phải là con nuôi hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không. Thật sự quá là tàn nhẫn với lại cậu của mình cả nhà. Khi mà cậu đã mắc rồi á thì cô cháu gái này á lại làm đủ thứ trò, gọi là những thứ trò mèo của cô chú anh chị, để nhằm mục đích là để làm gì, cũng vì một chữ tiền, trục lợi, bỏ túi riêng nó mà làm cho Hồng Loan phải lên bờ xuống ruộng. Bây giờ nè, bây giờ mà hỏi thử nha, bây giờ nếu mà Hồng Loan á, bây giờ tòa xử Hồng Loan á là không phải con, vậy thì ai sẽ là hưởng tài sản? Bây giờ hỏi thử, hay em đặt câu ví dụ nha cả nhà, phải mẹ con nhà dê nó nhào vô không cô chú anh chị, chứ ai nữa cô chú anh chị, ai nữa, mẹ con nhà dê chứ ai nữa. Nhưng mà cái đó chỉ là trong một cái ví dụ và cũng như là trong một cái giấc mơ, giấc mơ thèm thuồng cái căn nhà số 5, giấc mơ thèm thuồng cái miếng đất ở Thủ Đức, và giấc mơ thèm cái chiếc xe huyền thoại của cố nghệ sĩ, đó chỉ là một cái giấc mơ mà thôi. Giấc mơ thì mãi mãi không bao giờ có thành sự thật cô chú anh chị, chỉ là giấc mơ thôi ha. Cố gắng mơ nhiều nhiều à, cố gắng mơ nhiều nhiều đi, rồi á rồi lúc đó hối hận không kịp. Ngay từ đầu á mình biết sai á mình sửa, cộng đồng mạng còn yêu thương, còn ủng hộ cho mình một cái con đường lui. Còn đằng này mình sai rồi mà mình không sửa, mình cố tình, mình cứ gọi là ngoan cố, mình cứ giẫm đạp, mình cứ bước tiếp những cái sai, cái lỗi lầm của mình. Vậy thì bây giờ coi như là tanh bành té bẹ và cũng như là không có gọi là quay đầu được nữa rồi. Người ta nói á quay đầu là bờ, nhưng mà đối với dê á, đối với dê cô chú anh chị, quay đầu là vực thẳm chứ không phải là bờ nữa rồi cô chú anh chị. Sâu chậu đâu nữa, bây giờ còn gì nữa. Ở nhà cô chú anh chị biết bán gì không? Bán online. Mà online đâu phải bán cái gì cao siêu đâu cả nhà. Bán túi mù. Cả nhà biết túi mù không cả nhà?
bán mấy cái trò chơi của trẻ em á, bán túi mù. À, biết rằng á, đó là cái sản phẩm, cái đó là những cái mặt hàng bán hàng trên online đó, nhưng mà thật sự mà nói không còn cái gì nữa, đi hát đám tang đó không còn gì nữa cả nhà. Và bây giờ hồi hôm qua hôm kia vậy em mới nghe thông tin đó, là cái anh gì mà hay livestream với lại cô ta đó nhập viện rồi. À, cái anh đó nhập viện mấy ngày hôm nay rồi, và có một anh nào đó bị mắc chiếc xe gì đó, em nghe nói móng móng nó phong phanh trên cộng đồng mạng, không biết là có kêu gọi quyên góp để mua xe hay không nữa. Đó lại là cái chiêu trò của những kẻ mà gọi là rủ lòng thương, mà những người nào á mà gọi là quyên góp để cho cô ta làm những cái việc đó thì thật sự nó là có mắt như mù cô chú anh chị, có mắt như mù. À, thì đó là những lời mà em muốn chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn về cái thông tin mà cái bài viết của những cái trang báo có chia sẻ nha cả nhà. Thì thôi kệ, cô ta cứ kiện, cứ kháng cáo, đóng án phí đi. Em nghe nói là cô ta đóng án phí rồi, kháng cáo cho bằng được. Mà cô ta cũng tính ra đi cái nước cờ này cũng gọi là muốn kéo dài á cả nhà, gọi là bắt cơ quan chức năng, bắt tòa án phải là tạm đình chỉ lại. À, tạm đình chỉ lại, chờ cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh xét xử coi Hồng Loan có phải là con nuôi hợp pháp hay không, thì lúc đó mới xử sau. Thì nếu mà xử được thì cô ta không phải ói tiền ra, nhưng mà cái đó chỉ là lắp giấc mơ và những cái ví dụ dí dỏm hài hước thôi cô chú anh chị, chứ làm gì có chuyện đó, đúng không cả nhà. Hồng Loan nắm trong tay những giấy tờ gọi là chắc chắn hết rồi, con nuôi con ruột không quan trọng, là con hợp pháp mà thôi, đúng không cả nhà. Giấy khai sinh cơ quan chức năng đã công nhận Hồng Loan là con của cố nghệ sĩ trong ba mươi mấy năm qua rồi, người ta không thể nào làm sai được, cơ quan chức năng không thể nào làm bậy được, đúng không cả nhà. Và đặc biệt là trong cái câu chuyện này, khác nào mẹ con nhà Ghe đang kiện cơ quan chức năng ở địa phương làm sai, làm giả mạo giấy tờ, đúng không cô chú anh chị. Mẹ con nhà Ghe đang kiện gọi là đụng vô gọi là thứ dữ rồi đó, đụng vô cơ quan chức năng gọi là làm sai, kiện cơ quan chức năng làm giả mạo giấy tờ rồi, khác nào là có ý kiện như vậy rồi cả nhà. Nó trong thâm thâm tâm họ đã kiện như vậy rồi, đúng không. Rồi, và một thông tin này nữa, thì theo như cái suy nghĩ của em á, cô chú anh chị, mình đã từng nghe em chia sẻ và đã từng nghe tất cả các anh chị em trên kênh YouTube khác cũng có chia sẻ như thế này, là mẹ con nhà Gia đã từng có gọi là mưu mô tính toán, lên kế hoạch trước ngay ngay từ đầu rồi cả nhà, chứ không phải là mới đây đâu. Đó, từ khi mà bắt năm mà chưa mắc lận là trong bệnh viện là người ta đã lên kế hoạch rồi, rồi lúc mà đám tang là người ta lên kế hoạch còn sâu hơn nữa và chặt chẽ hơn nữa đó. Thì bây giờ mới lòi ra được, cô chú anh chị thấy không ạ. Là biết được rằng á, cô ta mà đã từng làm trong ngành nghệ thuật mà, cũng là trong những cái kênh cũng làm truyền thông mà, nào là Facebook, nào là YouTube mà cô chú anh chị, cô ta biết là trong cái đó sẽ nó có chuyện gọi là thu lợi từ quay những cái video up lên đó, thì mới mời kênh truyền thông vào. Thì BH là độc quyền quay, đâu có ai quay đâu, chỉ có BH thôi, thì ký hợp đồng liền chứ ngu dại gì mà không ký, đúng không cả nhà. Miếng mồi ngon, miếng mồi béo bở mà đó, miếng mồi quá là tuyệt vời, mà ăn được lâu dài nữa, chứ không phải ăn một ngày ăn bữa đâu, ăn lâu dài, ăn hoài luôn á cô chú anh chị ha, ăn hoài hoài luôn chứ không phải ăn ngày ăn bữa đâu. 89 củ đó chỉ là dừng ở tạm thời, dừng ở đó thôi đó. Còn nếu mà trường hợp mà có người xem, có người coi cái video đó và gọi là lượt view nó tăng lên theo ngày, theo tháng, theo năm, thì cái tiền nó vẫn còn ăn chia ha, vẫn còn ăn chia ở đây hình như là 64, 60% là của Gia, 40% là của BH đó, cô chú anh chị thấy không ạ. Trong khi BH người ta trả hết rồi, người ta thấy cô Gia này làm sai, người ta trả lại hết rồi, nhưng mà cô Gia vẫn cho mình là đúng, tiếp tục kháng cáo. Thật sự quá vô lý hay cả nhà ha. Đó, thì ngay từ đầu á, thì biết miếng bòi ngon nên đã đưa Hồng Loan ra báo chí và thông báo cho Hồng Loan biết, thông báo cho mọi người biết, Hồng đây là Hồng Loan, là con này con kia mập mờ đó cả nhà. Đó, và rủ lòng thương cộng đồng mạng, rủ lòng thương của khán giả làm gì. Lúc mà động quan của cố nghệ sĩ đó, Hồng Loan là con, người ta nằm lót đường trả hiếu cho cha, đó là chuyện bình thường. Con dê là gì, là cháu khác họ, trời ơi, chạy lại nằm nằm xuống lót đường cho cái quan tài đi qua để trả hiếu đó, cô chú anh chị. Hiếu gì ở đây, cha mẹ còn sống sờ sờ đó, cố nghệ sĩ là ba của Hồng Loan chứ không phải ba của con dê, trả hiếu gì đây, lót đường làm gì. Trời ơi, nhìn thấy nổi sải, nhìn thấy muốn nổi sải cô chú anh chị, hết muốn nói luôn. Thôi chào cô chú anh chị và các bạn mình ha, cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã chia sẻ và cũng như là ủng hộ video của Tài trong suốt thời gian qua. Xin chào ạ. À.